cái đấy anh nhận lại có khi phải bỏ tiền tỷ ra thì mới nhận được như thế. Em cảm thấy rất là vinh dự khi được cùng học với thầy. Những cái buổi học đấy thầy đã rất là dành thời gian rất là quý báu của thầy để mà dạy cho tụi em. Rất là biết ơn về những kiến thức của thầy. Em cảm thấy thầy về cách dạy của thầy ấy, giống như kiểu một người cha, người chú dạy mình thôi, chứ không phải là kiểu là một người gọi là đứng trên cương vị là chủ tịch. Lời ăn tiếng nói của thầy nó rất là kiểu gần gũi ấy. Tụi em được cảm nhận giống như là khi được nghe người cha của mình đang dạy mình nhiều hơn. Hầu như trong quá trình thầy dạy, thầy không để cái tôi của mình cũng như là cái bản thân là cái chức chủ tịch chẳng hạn, nó không bị lấn át vào cái bài giảng của thầy, và thầy rất là hòa đồng với sinh viên. Thầy dạy sinh viên bằng cả nhiệt huyết, bằng cả tấm lòng của mình.